Người phụ nữ ở Quảng Trị bị nhóm người hai nam ba nữ đánh đập, lột quần áo rồi quay clip tung lên mạng xã hội. Đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, bà L bất ngờ bị ba người phụ nữ và hai người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L rồi quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội. Ngày 11 tháng 8, trao đổi với báo Công an Nhân dân, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1979, trú khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh bị năm người khác tổ chức đánh đập, lột quần áo, quay clip tung lên mạng xã hội để làm nhục. Trước đó, vào chiều tối ngày 10 tháng 7, bà L ngồi trên xe máy của mình và có nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh, sinh năm 1978, trú xã Gio Sơn, huyện Gio Linh cũng đang ngồi trên xe máy của ông Linh tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Cùng thời điểm này, bà L bất ngờ bị ba người phụ nữ và hai người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L rồi quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội. Theo thông tin trên báo Quảng Trị Online, bà L bị hai người phụ nữ trực tiếp khống chế rồi lột hết áo quần và đánh đập. Một người phụ nữ còn lại sử dụng điện thoại quay clip, hai người đàn ông cản trở những người dân có ý định can ngăn vụ việc. Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của công an xã Gio Mỹ. Việc bị đánh đập, lột áo quần và quay clip phát tán lên mạng xã hội khiến bà L bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần vì các đối tượng đã có hành vi xâm phạm đến thể chất, tinh thần của bà. Sau đó, bà L đã gửi đơn đề nghị công an huyện Gio Linh vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được công an huyện Gio Linh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.